Oh ya. Peşiteli, peşiteli. Rinpoche. Peşiteli Kevin, How peşiteli. are you? I'm well. Good. My oven is now fully gone. Great. And how are you yourself? I'm very good, thank you. Are you at home or you are at Yeah, work? I'm at home. Okay. Great. Oi. My sincere greetings to everyone, and with this greeting, we are going to start this class.
And as always, we'll start with the refuge and the bodhicitta as our main motivation to join this class, and also part of training ourselves and our minds is the mind taking refuge, and the bodhicitta be the part of our everyday well thinking, well feeling, and well interacting with the other living beings and their environment. As many of you know, how important, or important in the sense how useful and helpful to have these two minds for front of our mental faculties. And as a human being, as a follower of the teachings of Buddha, and as a Bodhisattva practitioner, I am sure, you know, many of you in the morning when you woke up and, going to bathroom and all those, after that to have a little bit time to bring these two minds and within your mental continuum. And during the day, every now and then, to remember, to recall, even if it is very brief moment, but to refresh. And in the evening, before going to bed, to again, once again, to have these two minds, and gently, you know, go to bed and sleep. That will be very, very helpful, useful to ourselves, people, beings who share our lives directly or indirectly. Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử và chúng ta bắt đầu buổi Pháp hội ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng ta bắt đầu bởi trì tụng câu kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề là động cơ chủ yếu để cho chúng ta tham dự nghe Pháp, và đồng thời cũng là một phần của sự rèn luyện tâm của chính mình, trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề. Là con đường, để là phương cách để mà cho chúng ta suy nghĩ, chúng ta cảm giác, chúng ta giao tiếp với những người khác và với môi trường. Như nhiều trong số quý vị đều biết, điều quan trọng trong một chiều hướng rằng là giúp ích cho chúng ta, điều quan trọng hay là giúp ích cho chúng ta để mà có trạng thái tâm này là trạng thái tâm trước tiên, ưu tiên, hàng đầu đối với chúng ta. Là con người, là những người noi theo giáo lý của Đức Phật và đồng thời cũng là những người tu tập theo giáo lý của Đại Thừa. Thầy chắc chắn rằng là mỗi buổi sáng chúng ta khi thức dậy, sau khi vệ sinh, vân vân, và sau đó chúng ta dành một chút thời giờ để đem hai trạng thái tâm này ở trong dòng trong tâm thức của mình. Và trong ngày, thỉnh thoảng thì chúng ta nhớ lại, cho dù chỉ là một những khoảnh khắc rất là ngắn, nhưng mà chúng ta để làm tươi mới lại hai trạng thái tâm này. Và buổi tối trước khi đi ngủ, chúng ta cũng tu tập hai trạng thái tâm này và nhẹ nhàng mà đi vào giấc ngủ. Như vậy thì những điều này thật là giúp ích cho bản thân của mình, cho những người xung quanh của mình một cách gián tiếp hay trực tiếp. As I've shared with you many times, making these two mental states, the mind taking refuge and the bodhicitta, as rich as possible, as
deep as possible in our mental continuum, you know, over the coming days, weeks, months, years, decades. And, you know, if we continue doing that, then after 3, 4, 5 years pass, we'll experience, you know, there is a great sort of progress, great progress in our, you know, what you call the Dharma practice with refuge and bodhicitta. And that is, you know, very much depends on this kind of consistency, this kind of continuation, you know, continuation. Day by day by day, very gently, you know, we don't need to spend that long time, just 10, 15 minutes longest, you know, just bring these 2 months very fresh to our mind, to our mental continuum. Then during the day, when you have time, you know, little bit time to relax, gently, if you have a book, you know, there. One of my teachers used to say this, you know, it is good to put, you know, several that texts close to yourselves. And then, you know, the if the books or those important texts are close to yourself, next to yourself, then there is a chance. You know, there is a chance when you have a little bit of time, immediately, you know, to hold that text and open, you know, read a few paragraphs or a few pages. I found that was very, very skillful advice. When I was in UK, you know, although I lived in a Buddhist center for a long time, but you know, it is myself. There's no sort of support to me, Sangha members. Then after my last 10 years, I lived in an apartment. You know, there was no support. So my main support are those texts, those important, useful texts. And I try to keep them in, not all, but you know, sometimes next to the, kitchen table, because I cook by myself. And sometimes while I was waiting to, you know, boil some rice or spaghetti or whatever, and you have time, so I just open and read a few paragraphs. That is, I found a very helpful, skillful advice. So in that fashion, you know, if we top up what we have learned last year, last month, last week, in the coming weeks, months, years, if we top up a little bit, small, then we will see the great progress after a few years. You know, because many of you have other commitments, family commitments, job commitments, community commitments. You know, you can't afford to go somewhere to long-term study, you know, study these important texts. So that, you know, the, what you can do, you know, day by day, top up a little bit on the, you know, when you are taking refuge or bodhicitta. In that way, we'll see the progress.
Như Thầy đã chia sẻ với chúng ta rất là nhiều lần, nếu chúng ta đem hai trạng thái tâm này, trạng thái tâm quy y nơi tâm bảo và tâm bồ đề mà chúng ta trưởng dưỡng một cách rất là phong phú, rất là sâu sắc, trong khả năng là điều khả dĩ trong khả năng của chúng ta đem vào trong dòng tâm thức của mình hết ngày này đến tuần nọ, tháng kia và cho đến những thập niên kế tiếp. Nếu chúng ta tiếp tục như vậy, sau 3, 4, 5 năm, chúng ta sẽ thấy được một cái sự tiến triển thật là lớn trong cái sự tu tập của chính bản thân của mình về sự quy y và tâm bồ đề. Và như vậy, nó sẽ sâu sắc hơn ở trong dòng tâm thức của chúng ta. Mỗi ngày, Thầy nói rằng là chúng ta không cần phải dùng nhiều thời giờ, chỉ 10-15 phút chúng ta đem hai trạng thái tâm này vào dòng tâm thức của mình. Và trong ngày, nếu chúng ta có một ít thời giờ để mà thư giãn, chúng ta có thể đọc vào một cái quyển sách, một quyển kinh luận nào đó. Một trong những vị thầy của Thầy đã từng nói rằng là điều tốt nếu chúng ta đem một vài những quyển kinh luật để mà ở gần nơi mà chúng ta có thể ngồi hay là chúng ta có thể cầm được cái quyển kinh luận đó, thì có cái cơ hội rằng khi mà chúng ta có một ít thời gian như vậy thì ngay tức thì chúng ta cầm cái quyển kinh luận đó lên. Có thể chúng ta chỉ đọc một vài đoạn hay một vài trang mà thôi, nhưng mà Thầy cảm thấy điều này rằng là đây là một cái lời khuyên rất là hay, rất là thiện xảo. Khi Thầy ở bên Đức Anh thì lúc đầu thì Thầy ở trong một trung tâm Phật giáo, thì cũng Thầy ở cũng một mình, thành ra cũng không có cái sự hỗ trợ từ những tăng đoàn, những tăng sĩ khác. Và trong 10 năm cuối mà Thầy ở ở Anh thì Thầy ở trong một cái chung cư ở apartment, thì cũng không có cái sự hỗ trợ. Và cái sự hỗ trợ mà giúp ích cho Thầy nhiều nhất về vấn đề của tu tập Phật Pháp, đó là những quyển kinh luận thật là hữu ích. Đôi khi Thầy để đặt một vài quyển kinh luận ở gần nhà bếp, nơi mà Thầy nấu thức ăn, bởi vì Thầy tự nấu ăn một mình. Thì khi mà đặt cái nồi lên rồi, thì thí dụ nấu những cái món như là spaghetti hay là như vậy, tương tự như vậy, thì Thầy có những cái 5-10 phút đó thì Thầy cầm cái quyển kinh luận đó lên để đọc một vài trang. Như vậy Thầy cảm thấy rằng cái lời khuyên của bậc thầy của Thầy rất là thiện xảo và giúp ích cho mình. Thì trong một chiều hướng, Thầy nói là chúng ta nên, Thầy gọi từ tiếng Anh là tough up, chúng con tự dịch, tạm dịch đó là phải cứng lên, cứng rắn lên để mà cố gắng tu tập. Thì hết, nếu chúng ta kiên trì miên mật như vậy hết ngày này đến tháng nọ năm kia, thì chúng ta sẽ thấy có cái sự phát triển về vấn đề tu tập của mình. Bởi vì Thầy biết rằng là nhiều trong số chúng ta thì chúng ta bận rộn rất là nhiều với công việc, với gia đình, với cộng đồng, với xã hội, vân vân, và chúng ta không có thể gọi là đi đến một cái nơi để mà tu tập về một cái bộ kinh luận nào đó một thời gian thật là dài lâu. Và như vậy, chỉ là cái cuộc sống hàng ngày, mỗi ngày của chúng ta, thì chúng ta hãy nên cứng rắn lên và kiên trì, thì chúng ta sẽ thấy cái sự tiến triển về sự tu tập của mình. Station of refuge and Bodhicitta. Và bây giờ chúng ta cùng trì tụng câu kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề. Sa ye che da cho ye cho chan jo pa do da ne da cho chen da ge chen so ge ve so na ne ge do la pen je san ye do
sang ye che da cho di cho na ma chang jo pa do ta ni cha do che da ge che so di be cho na ma ye do la pen je sang ye do sang ye chö da cho je pho na ma ga chang jo pa do ta ne cha so che ta ge je so je be cho na ma ge go la pen je sang je do ba with the mind taking refuge in Buddha, Dhamma, and Sangha, and the altruistic awakened mind, Bodhicitta, as our main motivation. Now I'm going to say the Buddha Amitabha mantra. While I'm saying the Buddha Amitabha mantra, Om Amitabha Tri, hold very strong love and compassion, and express that love and compassion towards all living beings, starting from oneself, one's own loved ones, family members, friends, colleagues, and gradually to extend towards all living beings. And then particularly, you know, those sentient beings, human beings who are suffering, very gross, you know, the, what you call the difficulties due to the natural disasters or man-made disasters such as war, famine, and so forth, which is unfortunately taking place in many parts of the world at the moment. So, you know, though we, you know, we do not have that kind of direct contact to support those living beings, at least we can, you know, express, share our sympathy, empathy, express our love and compassion, all living beings, regardless of which, you know, division or which community or which, you know, the what you call the country and so on and so forth. Regardless of that, our, you know, sharing, expressing love and compassion is towards all sentient beings. Với tâm quy y nơi Đức Phật, Pháp và Tăng, và tâm tỉnh thức vị tha, đó là tâm Bồ Đề, là động cơ chủ yếu. Bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng với Thầy câu mật chú của Đức Phật A Di Đà, Om Amitabha Sri. Trong khi trì tụng câu mật chú này, quý vị hãy giữ lòng từ ái, bi mẫn một cách mãnh liệt, và chúng ta hãy bày tỏ tình thương, lòng từ bi đó đối với tất cả chúng sinh, bắt đầu từ chính bản thân của mình, những người thương của mình, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và từ từ chúng ta nới rộng ra đối với tất cả chúng sinh. Cụ thể rằng những chúng sinh, những con người đang trải qua những sự đau khổ thật là thô, tất nhiên là thật là hiển lộ do những thiên tai hay là do những thảm họa do con người gây ra, ví dụ như là chiến tranh, nạn đói, vân vân, mà thật là đang không may mắn đang xảy ra
ở nhiều nơi trên thế giới ở giây phút hiện tại. Mặc dù chúng ta không có cái sự giao tiếp một cách trực tiếp với những người này, nhưng ít nhất chúng ta có thể bày tỏ lòng từ ái và bi mẫn đối với tất cả mọi người, cho dù là cái quan điểm của chúng ta như thế nào, chúng ta đang thuộc về cộng đồng nào hay quốc gia, bất kỳ quốc gia nào. Chúng ta hãy bày tỏ lòng từ ái và bi mẫn của mình đối với tất cả chúng sinh. Om Ame Devaya. 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 Om Ame Om Ame Devaya. Om Ame Devaya. Om Ame Devaya. Om Ame.
Om Me Deva Re Om Me Deva Re Om Me Deva Re Om Om Me Deva Re Om Me Deva Re Om Me Deva Re Om Om Me Deva Re Om Me Deva Re Om Me Deva Re Om on reading and last Saturday and we finished the second section from the sutra section where you know the sutra explains some of the most profound qualities of the Dharma teachings. And as I started that section, made a quotation from this great Indian master, Basubandhu. You know, that at the end of his one of the most amazing texts, Abhidhamma Kosha. The treasurer of knowledge, and in that last verse, which he very very nicely, you know, summarize what is Dharma. You know, I want to repeat that again to remind ourselves before start the third section. There he said. The teachings of the Buddha, there are two kinds, oral teaching and the teachings of the realizations. You know, oral teachings of those sutras that Buddha had given. Realizations are depend on those oral teaching, listening, contemplation, meditation, and then put into practice eventually within our mental continuum. And when these, in a summary, when these three trainings, ethics, concentration, and wisdom are developed, enhanced, and that is, in a summary, that is the teachings of realization. And how to ourselves as a follower of the teachings of the Buddha, a follower of the historical Buddha, and what should we do with these two kinds of the Dharma with regard to the first Dharma, that is the oral teachings, we should read, we should
write, we should memorize, we should listen, you know, that is how we should, you know, chant. In that way, you know, we are holding the Buddha's oral teachings. With regard to the second kind, second the teaching, the teachings of the realization, you know, we should what's called the practice in the sense, you know, make them stronger within our mental continuum. In a summary, those three trainings, ethics, concentration, and the wisdom, make them stronger, make them deeper, make them really part of our everyday well living, well thinking, well, you know, the contemplation. And that is, you know, here, Basubandhu nicely summarized. So in this second section that we went through line by line to explain the qualities of the Dharma and what should we do with the quality, these qualities of the Dharma in the two ways. Those oral teaching, as I mentioned, and realizations, and that is important. Mm-hmm. Thứ bảy tuần trước, chúng ta đã hoàn tất phần thứ nhì ở trong Kinh Chánh Kinh, nơi mà Kinh điển giải thích cho chúng ta một vài những phẩm hạnh mà sâu sắc nhất của Pháp. Như Thầy mở đầu ở trong phần này, đó là phần giảng về phẩm hạnh của Pháp. Thầy đã trích ra một đoạn kệ từ một vị đại sư là Ngài Thế Thân và trong một quyển kinh luận quan trọng của Ngài. Đó là về châu báu, kiến thức châu báu. Và Ngài đã tóm gọn lại là giáo lý của Đức Phật có hai phân loại chính. Đó là giáo huấn khẩu truyền và sự thực chứng. Và khi mà chúng ta nghe Pháp, chúng ta đọc Pháp, chúng ta đem vào sự thực hành, thì ở đây có ba sự rèn luyện, đó là rèn luyện về giới, định và tuệ, và khai triển những điều mà chúng ta tu học. Là những người noi theo giáo lý của Đức Phật, thì chúng ta, những gì mà chúng ta cần phải trau dồi, cần phải tu học, đó chính là thứ nhất, đó là giáo huấn khẩu truyền, đó là chúng ta hãy đọc Pháp, nghe Pháp, chiêm nghiệm về Pháp, nhớ để mà thuộc lòng về Pháp, trì tụng về Pháp. Trong phương cách này thì chúng ta có thể gìn giữ được là giáo Pháp của Đức Phật. Và với về sự phân loại thứ nhì, đó là sự thực chứng. Sự thực chứng đó là qua sự tu tập trong một chiều hướng rằng là chúng ta tu tập để mà những giáo lý của Đức Phật càng ngày càng sâu sắc hơn ở trong dòng tâm thứ của mình. Chúng ta trau dồi giới, định và huệ sâu sắc hơn ở trong dòng tâm thức của mình và sẽ trở thành một phần của lối suy nghĩ, một phần của lối sống, một phần của lối chiêm nghiệm tất cả những cái thời gian mà chúng ta tu tập. Và như vậy, ở trong phần thứ nhì, Thầy đã giảng cho chúng ta hết từ dòng này đến dòng kia để mà giải thích về phẩm hạnh của Pháp qua hai phân loại. Đó là qua sự giáo huấn khẩu truyền và sự thực chứng. Và điều này quan trọng. So, bearing that in our mind, now then the last line from this second section, which we briefly read last Saturday in Tibetan, Gyur Chobao,
In English, it is the cessation of all uncertainty. Uncertainty in the sense all the predicaments, samsaric predicaments, samsaric challenges, difficulties, gross or detail, gross or subtle. So the application or engaging ourselves with the Dharma, with these two different ways, and in particularly the second one, cultivating realization, what that will do, that will cease, that will cut, that will uproot the samsaric predicaments, samsaric difficulties or challenges. And that is very nicely concluded in this, this section, the last one. Mm-hmm. Và nhớ những điều đó ở trong tâm của mình, thì dòng cuối của phần này chúng ta được nghe hồi tuần trước, trang 15 và là dòng thứ 3, được tạm dịch rằng là chặt đứt mọi chuyển động hay chặt đứt mọi điều bất định. Ở đây, những điều bất định đó là những cái tình trạng khó khăn, những cái sự đau khổ, những khó khăn ở trong vòng luân hồi sinh tử, những điều thô thiển hay những điều vi tế. Và chúng ta đem cái sự ứng dụng vào trong sự tu tập pháp ở trong hai phân loại mà thầy vừa mới nhắc đến, đó là giáo huấn hậu truyền và sự thực chứng, bằng những phương cách khác nhau, cụ thể rằng là bằng cái phân loại thứ hai, đó là sự thực chứng. Chúng ta tu tập trưởng dưỡng để cho sự thực chứng, thì điều này sẽ đến và chúng ta sẽ trực ngộ hay thực chứng được, và nó sẽ nhổ đi, nhổ tận gốc đi tất cả những khó khăn, những tình trạng khó xử, éo le mà chúng ta gặp phải ở trong vòng luân hồi sinh tử. Now we are starting the third section, and that is that this section is explaining the qualities of the Sangha out of the three jewels, Sangha. So as you know, this term Sangha in Tibetan Gendun, I don't know the the Sanskrit connotation. In Tibetan term Ge, I'm sure you know this, Ge, Gewa. Gewa is virtuous, wholesome. Dun, ge, dun, dunba, aspirations, yearning, longing. So in this term, gindun, and I'm sure in Sanskrit it has the same connotation. So in Tibetan, gindun, that means the being or the person, who has strong yearning or aspiration towards the virtue, towards the wholesome. Here, virtues, wholesome, that we are talking about, is not just worldly virtues or the wholesome. It is talking about virtues or wholesome, for the long term, to benefit to ourselves and to benefit to the many, many living beings. And that is here the virtues also, And so that is the connotation of, in Tibetan, ge dun. Mm-hmm. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào phần thứ ba, đó là phần giải thích về những phẩm hạnh của tăng. Khi chúng ta nói tăng, đó là một trong ba bảo, tam bảo của Phật, Pháp và Tăng. Thì từ tăng ở đây là Sangha. Sangha, I'm sorry, xin lỗi. Sangha,
Sangha từ tiếng, đây là tiếng Phạn, và từ tiếng Tây Tạng đó là Gedun. Thì thầy chắc chắn rằng là từ tiếng Phạn nó cũng có cùng một ý nghĩa với từ Gedun bằng tiếng Tây Tạng. Thì từ Ge ở đây có là nghĩa rằng là những thiện hành, những công đức, những điều tốt đẹp. Và Dun ở đây là cái sự ước vọng, những khát khao, những cái gì mà mong mỏi, mong muốn. Và như vậy, từ Gedun nói đến, chỉ đến một người mà có sự khát khao, có sự hướng đến những điều tốt đẹp, những điều thiện lành. Và ở đây, những điều thiện lành, những điều tốt đẹp, không chỉ nói đến những điều tốt đẹp và thiện lành ở thế gian thông thường, mà nói đến những điều thiện lành cho những mục đích dài lâu, cho bản thân và cho những người khác. So how we can have, you know, strong aspiration, yearning, longing towards a virtue also, you know, to live our life, to act ourselves, you know, with the virtue, with the wholesome, to have, how can we have that kind of aspiration? Aspiration or yearning, longing will not come, will not occur out of fear. Out of fear. Aspiration or yearning, longing, whatever term that we use, that kind of mental state will occur when we see the quality of the virtue, you know, the benefits of the wholesome. Then we will have yearning to have them, to live with them, you know. And that is here, it is important. Dharma practice will not, what you call the, yeah, anyway, so that is important. And so have aspiration towards or with the virtue wholesome. Now then another term we'll use in this context, Pakpe Gindun. Gindun we already dealt with. Now in Tibetan, Pakpe Gindun, Arya Sangha. In Sanskrit, Arya, and in Tibetan, Pakpa. Here, Pakpa literally it means more, advanced or superior. Superior term is not pronounced, although I don't know the English full connotation. But here mainly refers to within the Sangha, within the people who have strong yearning or strong aspiration to live with the virtue, to live with the wholesome, there are beings who reach the direct realization of selflessness, emptiness. Those Gindun, those Sangha are the Arya Sangha, Pakpe Gindun. Pakpa, superior or advanced, Gindun is, you know, having aspiration towards virtue. So it is very, very useful to know these small bits. Then we will bring together and we will see the full picture. First of all, you know, in certain extent, we all are Sangha, because we all have yearning, aspiration towards virtue, towards wholesome. But I am not Arya Sangha.
I don't have direct realization of selflessness. Therefore, I'm not qualified to say I'm Arya Sangha. I can say I'm in a Sangha because I have, you know, due to the kindness of those great teachers and study dharmas and so on and so forth, have an aspiration towards live with the virtues and awesome. So that is here. But in culturally, Tibetan culture, or in Sri Lanka, Thailand, Sangha, the term, Sanskrit term, mainly refers to the ordained being. So there are these small things. I mean, not that important, but helpful to know. Làm thế nào mà để chúng ta có những cái ước nguyện, những cái khát khao một cách mãnh liệt để đối với những điều thiện, những điều thiện hành, những điều tốt đẹp? Làm thế nào để cho chúng ta sống và hành xử phù hợp với những cái sự ước nguyện của chúng ta đối với những điều thiện lành? Những khát khao, những ước nguyện này sẽ không có thể thực hiện được do những sợ hãi, không thể nào thực hiện được do những cái điều lo âu sợ hãi của chúng ta. Những gì mà để mà có thể đạt được cái sự ước nguyện, sự khát khao đó là khi chúng ta thấy được lợi lạc của những điều thiện lành, những điều tốt đẹp. Kế đó thì chúng ta mới có cái sự khát khao để có được những điều này, để được sống phù hợp với những điều này. Và ở đây thầy nhấn mạnh đây là điều quan trọng. Thì từ Gedun, đó là Sangha, hay là chúng ta tạm dịch là Tăng, đó là những chư vị, những người có ước nguyện để đạt, để có được những điều thiện lành. Một từ ngữ khác mà chúng ta nói về Gedun, đó là nói về Phakpe Gedun. Chúng con tạm dịch đó là những bậc thánh tăng, hay những bậc đại sư, những bậc tu cao mà thánh tăng. Thì từ tiếng Phạn được gọi là Arya Sangha. Ở đây từ Phakpa có nghĩa rằng là những vị đã tu cao hơn, đã tu, là những bậc đại sư. Và điều này có nghĩa rằng ở trong tăng đoàn, hay trong cái từ ngữ mà chúng ta gọi là Sangha, thì có những chư vị sống cũng có những ước nguyện, những khát khao để sống một cuộc đời phạm hạnh, những tích lũy những điều thiện lành, những điều tốt đẹp. Và những có một số những chư vị trong đó thì trực tiếp chứng ngộ được về sự vô ngã, trực tiếp chứng ngộ về tánh không. Và đó là những chư vị mà chúng ta được nghe, đó là danh từ Phakpe Gedun, hay Arya Sangha, hay là Thánh Tăng. Điều này giúp ích cho chúng ta để mà thầy giảng, để chúng ta biết ít nhiều những chi tiết. Và khi mà chúng ta gộp lại một cái bức hình lớn hơn, tổng quan hơn, thì chúng ta sẽ thấy một cách trọn vẹn hơn. Trước tiên thầy nói rằng là tất cả chúng ta đều là Sangha, là tất nhiên là chúng ta là những người khát khao, ước nguyện để mà hướng đến những điều thiện lành, những điều tốt đẹp. Nhưng chúng ta, hay thầy nói rằng chính bản thân của thầy không được gọi rằng đó là những bậc thánh tăng hay Arya Sangha, bởi vì là thầy chưa có trực nhận được về sự vô ngã, được về tánh không một cách trực tiếp. Nhưng mà thầy cũng vẫn là Sangha. Và như vậy, theo tập tục, theo văn hóa tập tục của Tây Tạng, hay là chúng ta đang nói, thầy nói về những quốc gia như Sri Lanka, Thái Lan, thì họ định nghĩa là khi nói đến từ Tăng Sangha là những chư vị đã thọ giới. Hỏi. Oh yeah.
So now we are reading the first line from this third part. In Tibetan here, Tekwa Chenbu Gindun. So mainly here refers to those bodhisattva Arya beings. Tekwa Chenbu is bodhisattvas, you know, another term Mahayana, but I'll use bodhisattvas. Bodhisattvas Arya being. Bodhisattvas Arya being. Tekwa Chenbu Gindun. So Lekwar Shupa, that is the important one. The first part, more or less, we already discussed. This last part is explaining the qualities, a qualities of the Arya being. In this particularly, you know, the Bodhisattva Arya beings. Arya beings, if someone is Arya beings, not necessarily Bodhisattva Arya beings. They can be Arya beings who are not Bodhisattvas, who are not Bodhisattvas. So this Lekwar Shupa, this last, those syllables are important qualities. Because, you know, in general, Arya beings, they have realized selflessness directly. They have realized selflessness directly. Any Arya beings, you know, to be qualified being an Arya being, then he or she should have realized selflessness directly. Without that, you know, not be qualified as an Arya being. Arya Sangha, sorry. Arya Sangha, Arya being. Yes. So this, you know, because they have, you know, they already got direct realization of emptiness, therefore they are fully, completely enter into the, you know, the path, definitely, you know, going to realize enlightenment in the Bodhisattva term, realize emptiness and realize enlightenment. So this, in English, the term is used, they enter thoroughly. And here they use this term, they enter thoroughly. What does that mean? Because these Arya Sanghas, they have realized selflessness. At this stage, I'm very deliberately using the term selflessness. It can be used emptiness, you know, but I'm using deliberately selflessness because, as I mentioned earlier, if someone is Arya Sangha, it's not necessarily Bodhisattva's Arya Sangha. So therefore, I'm using the term selflessness. So they enter thoroughly. Now, that means they definitely, thoroughly in the sense, in the meaning of definitely, they enter definitely to attain or to experience enlightenment. Therefore, the term in Tibetan, lepa shupa. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chánh kinh, đó là ở trang 15 và dòng thứ tư. Dòng này nói rằng là tăng già của Đại Thừa, chư vị gia nhập một cách thấu đáo. Ở đây, bốn từ đầu như quý vị thấy, đó là Thakpa Chenpa, đó là nói đến là Đại Thừa. Nhưng mà thầy muốn dùng một từ khác, đó là từ về Bồ Tát.
Thì khi nói đến là Arya Sangha có nghĩa rằng là thánh tăng, thì ở trong thánh tăng này có những chư vị không phải cần thiết đó là những tu tập theo để mà được đạt quả vị là Bồ Tát. Có những chư vị không có theo con đường đó, nhưng mà vẫn là gọi rằng là những chư thánh tăng. Và bốn từ cuối của câu này, từ Lekpar Supa, để mô tả những phẩm hạnh của những bậc thánh tăng này. Và khi mà mô tả từ Lekpar Supa có nghĩa rằng là chư vị gia nhập một cách thấu đáo để mà mô tả phẩm hạnh quan trọng là những bậc thánh tăng này đã thực chứng được về sự vô ngã hay thực chứng được trực tiếp về tánh không. Để mà được gọi rằng là bậc thánh tăng thì các chư vị phải thực chứng được về sự vô ngã. Nếu mà không có thực chứng được sự vô ngã thì không được gọi là bậc thánh tăng hay Arya Sangha. Bởi vì chư vị đã trực tiếp trực nhận về sự vô ngã này thì kế đó quý vị, chư vị đã gia nhập, được gọi là gia nhập một cách thấu đáo, có nghĩa rằng quý chư vị đã hoàn toàn đã dấn thân vào đạo lộ tu tập. Và điều mà dùng ở đây một cách thấu đáo có nghĩa là cái sự khẳng định, sự chắc chắn rằng là chư vị sẽ thực chứng được sự giác ngộ. Trong từ tự ngữ bằng tiếng Anh hay tiếng Việt này, chúng ta được nghe là chư vị gia nhập một cách thấu đáo. Điều này có nghĩa rằng là gì? Đó là bởi vì các bậc thánh tăng đã thực chứng được sự vô ngã. Và quý vị cũng ghi nhận rằng thầy dùng chữ vô, các bậc đã thực chứng được sự vô ngã, chứ một từ khác chúng ta cũng có thể được dùng đó là các vị đã thực chứng được tánh không. Nhưng mà ở đây thầy chủ ý dùng vô sự vô ngã, bởi vì theo định nghĩa của từ thánh tăng là các chư vị không những chỉ tu theo cái Bồ Tát Đạo, mà còn những chư vị bậc thánh tăng không có tu theo Bồ Tát Đạo nữa. Và như vậy các chư vị khẳng định một cách chắc chắn hay là một cách thấu đáo đã đi vào đạo lộ để đạt được sự giác ngộ. Và như vậy để giải thích từ Lekpar Supa hay gia nhập một cách thấu đáo. Then the next line, Rigpar Supa. Rigpar Supa. In English, they enter with the awareness. They enter with the awareness. And it is also again refers to the same due to having direct realization of selflessness. You know, they have this awareness, pure awareness of the selflessness. They enter, their mind enter into that kind of awareness of direct realization of emptiness. Or selflessness, use the term selflessness. And in the earlier stage of the journey, you know, the for long journey to reach this milestone, really important, which is the having realize selflessness directly. And from then on, you know, their sort of journey towards, I'm using term journey, it is not physical journey, their inner journey, you know, towards enlightenment is very, very different from the previous, you know, previous the stages, like the path of accumulation, path of preparation. Moment they realize
selflessness directly, then you know there is a big shift, you know, from the point of view of realization, from the point of view of what to be purified, just because of having direct realization of selflessness. So this second one is, you know, they enter with the awareness of direct realization of selflessness. Mm-hmm. Và dòng kế tiếp đó là dòng cuối của trang 15 nói đến rằng là chư vị gia nhập với sự tỉnh thức. Một lần nữa cũng giống như vậy trước đây là dòng này nói đến sự thực chứng trực tiếp về sự vô ngã qua sự tỉnh thức một cách thật là thanh tịnh về sự vô ngã. Và từ những giai đoạn trước đây của cái cuộc hành trình về tâm linh, và đây là cuộc hành trình thật là dài để mà đạt đến sự thực chứng về sự vô ngã, một mốc châu, một cột mốc, một cách để đạt được đến sự vô ngã, thì cuộc hành trình hướng đến giác ngộ này rất là khác so với cái cuộc hành trình hay là cái sự tu tập trước đây. Đó là chúng ta đã được nghe đến đó, đạo lộ của sự tích lũy là tư lương đạo, và đạo lộ của sự chuẩn bị đó là gia hạnh đạo. Và ở đây đi qua đến cái giai đoạn thứ ba, đó là ngay cái khoảnh khắc, ngay cái giây phút mà thực chứng được sự vô ngã, thì sẽ có cái sự di chuyển, sự chuyển đổi một cách rất là lớn trong cái sự trực nhận, thực chứng trực nhận được sự vô ngã. Và như vậy chư vị gia nhập với sự tỉnh thức. Alright. And the next line in Tibetan, Thangpolo Shukpa. And in English, they enter straight forwardly. Thangpolo Shukpa. Thangpo has a connotation of honestly, sincerely. I think it might be the same, straightforward. So the meaning of, because of, again, same reason, due to the having direct realization of selflessness, all the, you know, the physical, verbal, mental activities are not bent, are not twisted by the worldly, you know, concern, by the worldly activities. And that is what here the meaning of straightforwardly. Mm. Và dòng kế tiếp, đó là dòng thứ nhất ở trang 16, nói rằng chư vị gia nhập một cách trung thực. Từ trang vô bằng tiếng Tây Tạng có nghĩa nói là một cách chân thật, một cách trung thực. Và ý nghĩa ở đây một lần nữa cũng là lý do, cùng một lý do, đó là do sự thực chứng trực tiếp về sự vô ngã, thì tất cả những hành động qua thân, khẩu và ý của chư vị thì không có bị nghiêng ngã hay không có bị uốn nắn do những mối bận tâm của thế gian, do những hoạt động của thế gian. So this, you know, the quality, you know, the being definitely, you know, moving or moving towards full enlightenment, having, you know, full direct awareness of selflessness and living, enter into state forward. These qualities of the Arya Sangha, you know, then through these qualities, and also later some of those qualities that we are going to read, these, you know, qualities then make those
higher beings, though they are not fully enlightened beings in this particular higher beings that we are talking about. I mean, enlightened beings are also higher beings, but here we are talking about, you know, higher beings who are not fully enlightened. So these higher beings, then they physical, verbal, mental, you know, the activities are very, become very, very reliable, very, very trustworthy, very, very virtue, wholesome. Therefore, you know, what you call the students or the, you know, the trainers or the people who are following the teachings of the Buddha, they can see, they can view those higher beings are like, a, as I usually use the term, like a role model, look up as a good example, you know, role model. Like the other day, I make a small speech because, you know, here, many young boys, young monks, they are wearing, you know, very trendy, you know, trainers. Some are quite expensive ones. And when they sometimes they're in the inner, you know, these, like, you know, not the outer one, the inner, they wear, you know, the some of those great famous footballers, numbers, their names. So that is their role model. Trainers, they wear, they have that kind of, they're looking at those famous footballers or singers. And that is how our mind works. These young boys, they see those famous footballers, something they can copy from them, at least what they wear, you know. And similar to here, we're talking about higher beings are our role model that we can look up, that we can learn from them. And how we do that, because of their, you know, their body language, their speech, their mental state, their way of living, are very much, you know, very much what you call shaped by this direct realization of selflessness. Of course, and with the love, compassion, but here that we are talking. So this, that is straightforwardly. That's what I'm just briefly talking about. Và như vậy, những phẩm hạnh này, với những phẩm hạnh này, thì các chư vị chắc chắn một cách khẳng định hướng đến sự giác ngộ và có đầy đủ trọn vẹn sự tỉnh thức một cách trực tiếp về sự vô ngã. Và những phẩm hạnh của Bậc Thánh Tăng như vậy, cùng với những phẩm hạnh khác mà chúng ta sẽ được thầy giảng mà sau kế tiếp. Và như vậy, những bậc mà Thánh Tăng chúng ta nói ở đây chưa gọi là những bậc đã giác ngộ, mặc dù chúng ta có thể nói rằng là những bậc giác ngộ thì chúng ta cũng có thể gọi là những bậc Thánh Tăng. Nhưng mà những bậc Thánh Tăng chúng ta đang được nghe qua là những bậc chưa được giác ngộ. Nhưng qua những cái hành động, qua thân, khẩu và ý của chư vị thì đem đến cho chúng ta cái sự tin tưởng, chúng ta nơi chúng ta có thể nương tựa, đó là những điều thiện lành, đó là những điều tốt đẹp. Và đó là những chư vị. Và như vậy,
những người như chúng ta hay những người mà noi theo giáo lý của Đức Phật, thì chúng ta có thể nhìn thấy, xem thấy là những bậc thánh tăng này, như là thầy có giải thích cho chúng ta trước đây, đó là chúng ta xem giống như một role model, đó là những cái gương sáng, những bậc mà chúng ta có thể nhìn lên để mà chúng ta noi theo. Và thầy có chia sẻ cho chúng ta một cái ví dụ nhỏ về những cái tăng sĩ trẻ ở tu viện. Thì những tăng sĩ trẻ ở tu viện thì ở ngoài vẫn là bận đồ tăng, nhưng mà có một ít những tăng sĩ trẻ thì thí dụ bận đồ ở bên trong có thể bận những cái áo mà nó hợp theo thời trang, ví dụ như là có những cái hình ảnh này hình ảnh kia mà những tăng sĩ trẻ này thích. Thì đó là thầy nói rằng là cũng giống như là cái tâm của chúng ta nó vận hành như thế nào. Thì khi mà chúng ta thấy những bậc thánh tăng mà chúng ta nhìn hướng lên, chúng ta có thể xem là một cái gương sáng để mà cho chúng ta có thể tu học, để noi theo những cái gì mà các chư vị đã thực hiện. Và chúng ta có thể quan như thế nào? Là chúng ta có thể quan sát cái cử chỉ của chư vị, những trạng thái tâm của chư vị, cái cách sống, cách hành xử của chư vị. Và như vậy nó sẽ gọi là uốn nắn. Bởi vì tất cả những hành động qua thân, khẩu và ý của chư vị đã được theo lối hay uốn nắn bởi sự thực chứng trực tiếp về sự vô ngã. Dĩ nhiên, ngoài đó ra, các chư vị vẫn có những phẩm hạnh khác, ví dụ như là lòng từ ái và bi mẫn, vân vân. Nhưng mà ở đây chúng ta đang nói về sự vô ngã. So then the last line today's reading. Tumbarishupa. Tumbarishupa. In English, they enter harmoniously. So here, they enter harmoniously. Again, for the same reason, you know, due to having a direct realization of selflessness, there's no internal in the sense in the mental level, there's no contradiction, like anger, jealousy, envy, attachment, when they occur. There's a deep sense of, you know, contradiction. What, you know, we aspire. We all, you know, aspire or have a strong inspiration, virtue, wholesome, love, compassion. But due to attachment, then there's a deep contradiction. And disharmonies within ourselves. And also, you know, the having direct realization of emptiness, there is no contradiction between the appearance and the reality. You know, for us, not having direct realization of emptiness, you know, how things and events appear to us and how we believe, and that part and how they are is huge contradiction, huge gap. And those Arya beings who have direct realization of selflessness, that kind of contradiction is not there. And that's what here the line saying, Tumba Shubha. You know, they enter harmoniously. Và dòng kế tiếp đó là dòng thứ nhì của trang 16 và cũng là dòng cuối mà thầy giảng cho chúng ta ngày hôm nay, nói rằng là chư vị gia nhập một cách hài hòa. Một lần nữa, cũng cùng một lý do, các chư vị do đã trực nhận thực trực tiếp về sự vô ngã, nói về mức từng của tâm linh hay tâm ý của các chư vị, thì không có sự mâu thuẫn, không có những sự
sân giận, những ganh tị, ghen ghét, dính mắc, vân vân, không có những cái sự mâu thuẫn. Đối với chúng ta, mặc dù là chúng ta cũng có những cái sự khát khao, những cái sự ước nguyện để mà đạt được có những điều thiện lành, có được lòng từ, lòng bi, vân vân. Nhưng do tình trạng hiện tại là chúng ta có những cái sự bám víu, những cái sự dính mắc, thì có những cái sự mâu thuẫn, những cái sự bất hòa, không hài hòa ở trong chính trong dòng tâm thức của chúng ta. Đối với chư vị thì cái sự trình hiện của những mọi hiện tượng, mọi sự vật, mọi pháp và thực tại của mọi sự vật, mọi pháp không có cái sự khác biệt nào. Nhưng mà đối với chúng ta, những sự việc, những sự kiện trình hiện trước mặt với chúng ta, những gì mà chúng ta tin là nó xảy ra hay nó là sự thật, và những gì mà gọi là một bên khác, đó là về bên trong đạo, đó là những thực tại tối hậu, thì có cái sự sai bệt, có một cái khoảng cách thật là lớn. Và như vậy chúng ta đang được nghe là nói đến mô tả những phẩm hạnh của bậc Thánh Tăng, đó là các chư vị gia nhập một cách hài hòa, có nghĩa là không có cái sự mâu thuẫn nào cả. Oh yeah. So we'll leave it here today and we'll do, recite Tonal Tara Prayers, Dedication and Enlightenment. Chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Om Ajita Ma Pamada Mala Chate Chate Doma Nyuma Pama Chene Keje Loda Dama Chete Songwe Chuyye Che Kesa Jewa Vene Dwa Chate Tongke Dawa Kawa Jene Tsebe She Kama Tongda Tsoba Rato Cheve Vera Para Chante Senwe Chone Ke Peme Chane Nampara Ke Chimpa Tsundu Kato Shewa Tsoba Samden Chune Chante Teshin Cheve Tota Taye Nampara Kewa Che Madu Paro Chimpa Tote Kewe Seki Chintu Tem Chante Tota Rahun Ye Tui ta cho ta nam ta kaa Kikten tumbo shab ki ne Lepa me pa gu pa ne Chanze kya jin me la chan pa Nung la na cho wang ju che Chungpo rong la chi sa nam wa ta Ni jin cho ki du ne te Chanze chi chi cha tan pe ki Pa lu chu gu ra po chung Yeko yin ta shab ki ne Mabara Toba Shinto Bara Chante Ture Jiva Chenpo Digi Pao Nambara Cho Chuyi Shene Chonye Tente Dao Tamje Madu Tse Chante Gunjo Sumze Chake Seme Toga Nambara Ge Malu Choye Kolo Gen Rangye Weye Tsonuma Tse Chante Rabdo Gawa Che Oye Oye Chengwa Pe Shepa Rabshe Tuta Ra Tuta Jigde Wandu Tse Chante Sashi Kyongwe Tso Tamche Guba Numa Chonye Yewa Yige Hong Pongpa Tamche Nambara Tso Chante Dawe Dongbo Oye Yenpa Tamche Shinto Para Bebe Tene Vepa Me Tavara Shinto Vedava Tse Chante Keve Tama Me Parve Chengwe Une Me Yejang Yungumu Kune Ko Daye Pune Nambara Cho Chante Sashi Ngola Cha Ki Tilji Nujin Shakti To Chonye Chente Yige Hongi Rinpa Dungpo Namne Ke Chante Dema Gema Shema Nyangin Deshin Chuyu Ni Sowa Om Da Yang Da Den
Tiếng bò chân bò chống bò nhẹ. Chọn trẻ quân nè có rô bò bò. Trái yên lưu nè nàm bà rơi kè. Y kè chư vè ngà nè phở bè. Tiếng bò hôn lè trò mà nhẹ. Chọn trẻ tù rì xăm nè tà bè. Hôn kè nàm bè sà bè nhẹ. Rì rà mè tà rà tàn bè chè. Dì tèn sùm nà yè wà nhẹ. Chẳng thể phải chơi nà bè, để ta ta chân chẳng nà nà. Ta ra nhị chú phê chê yì kê, dù nà mà lưu bà nè xè. Chẳng thể phải chọn nà mì kê bò, phá tà mì âm chê tè. Quê nè khô chá gà wà chê kê, dù tà mì lò ngè bà xè. Chẳng thể nhị mà tà wà kê bè, chê nhị bò lò ưu rô xè. Ara nhị chú tu ta ra yi, xin tu trao bư rin nè xe. Chang zhe ti nhị sum nam bư bè, xì vè tu ta yang ta dèm. Dèn ta rong la nhu jù tso nam, jong bà tu rì rao chô nhị. Sa vè ngà jì tu bà dì tang, chang zhe wà nè nhị tu tang. Anjo sem jo rin bo che, ma je pa na ma je jo che, ye wa nyam ba me ba, kone kong du pe wa. Kare ra le ko ve chen ka ma te, pen da de wa ma lu chong. Chere se wa ten zin kya to yi, shabe si de pa to ten yu. Yeah. Thank you. Okay. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. And then I will see you next Saturday. Have a wonderful week. Thank you, Lisa. Thank you. Thank you, Lisa. Thank you, Lisa.